Xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh radio Đồng Ca Nhỏ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút xíu về chuyện xã hội. Thì trên mạng nó đang xôn xao về việc một cái hacker tên là Nhâm Hoàng Khang vừa mới bị bắt. Thì cái hacker này, như chúng ta đã biết, là có một thời gian đầu là anh ta khá gọi là nổi tiếng. Sau cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, là anh ta kết hợp với bà Nguyễn Phương Hằng đã hack những cái thông tin của những cái người liên quan mà bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo. Thì không biết ở đâu ra cái anh chàng hacker này, tự nhiên ảnh lại xuất hiện. Anh này thì cũng 34 tuổi thôi. Rồi khoảng một thời gian sau những lùm xùm ủng hộ với bà Hằng, rồi anh hacker này ảnh lại quay mặt với lại bà Hằng, và thậm chí là có những cái mâu thuẫn và lời qua tiếng lại. Thì mình thấy là cái anh chàng hacker này ảnh không có đại diện cho một cái gì hết, mà ảnh cứ nhảy từ cái kèo này qua cái kèo khác. Nó được công khai ở trên mạng thì mình lại thấy là tại sao pháp luật Việt Nam nó lại để một cái kiểu như vậy nó lại tồn tại. Thì thực chất là ngay từ thời điểm đầu mình đã có những cái hoài nghi là không biết cái nhân vật này ở đâu ra. Thì ngày hôm nay được tin là biết công an Cần Thơ đã bắt Nhâm Hoàng Khang, hacker ở dưới Cần Thơ, sau khi nghe nói là báo chí anh đi giao dịch một cái vụ tống tiền 400 triệu. Cái bản tin mà Nhâm Hoàng Khang bị bắt nó đi kèm với lại một cái bản tin trước đó cũng vài giờ, đó chính là Bộ Công an đã quyết định truy tìm những cái thông tin cũng như là những cái cáo buộc liên quan tới với những người mà bà Hằng đã tố cáo trên những cái phần livestream của bà. Và mình thấy rằng là đây là một cái sự liên kết rõ ràng, một cái người từng cung cấp thông tin cho bà Hằng và đã bị bắt, và công an lại vào cuộc tiếp nhận những cái thông tin để mà giải quyết cái việc mà bà Hằng mà tố cáo những cái nhân vật trong những phần livestream của bà. Thì mình thấy đây là một sự trùng hợp và có vẻ như là rất là có kết hợp nữa. Thì mình mới nhìn lại cái vấn đề trước đó, Nhâm Hoàng Khang với bà Nguyễn Phương Hằng là một bộ đôi. Thì bây giờ lại trở mặt với nhau, và bây giờ Nhâm Hoàng Khang bị bắt, thì việc bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào thì chắc chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ hơn hết. Mình chỉ có thể là những người bên ngoài, và cá nhân Tiến thì Tiến chỉ có thể chia sẻ là dù là ai, không phải là hacker hay là anh tài giỏi như thế nào, nhưng mà cái câu người ta nói vẫn đúng là đi với Phật thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì mặc áo giấy. Cho nên thành ra là ngay cả ở những cuộc chơi ban đầu mà không biết được những cái vị trí của mình nó nằm ở đâu, thì rõ ràng là nó sẽ dễ làm cho người khác, người ta bị ngộ nhận, và chính bản thân của mình cũng sẽ bị ngộ nhận. Đây là cá nhân của Tiến cảm nhận trong cái cuộc chơi của Nhâm Hoàng Khang là sau một thời gian thì người ta cũng không không cảm nhận được là Nhâm Hoàng Khang là một người tốt hay người xấu, nhưng chắc chắn hacker thì là một cái cụm từ nó không có đủ cái thiện ý cho cái người theo dõi, bởi vì cách nào đó để chiến thắng người khác anh phải có những cái thủ thuật mà nó không có thực sự là công khai cũng như là có cái tính minh bạch hoặc là có cái tính quân tử. Đó cái chữ hacker. Còn luật ở Việt Nam về hacker như thế nào thì mình không biết. Người ta đồn đoán rằng đây có thể là một trong những cái drama kéo dài, nhưng mà Tiến lại không nghĩ nó là drama nữa, mà nó là một cái chuyên án. Bởi vì công an thực sự lần này nó vào cuộc, nó chính thức hơn, và chắc chắn những phần livestream của bà Hằng sẽ giảm hơn. Bởi vì cái lúc này là cái lúc không có thể nào muốn nói gì đó nói, mà nó phải dựa trên chứng cứ và nhân chứng. Thì cái việc mà nhân chứng á, là Nhâm Hoàng Khang bị bắt, nó cũng là một trong những cái tiến trình để thúc đẩy nhân chứng, mà Tiến nghĩ như vậy. Còn
nó trở thành một cái drama như những người mà vẫn hay ngóng hít drama, thì cái lần này nó không phải là một cái drama bình thường, mà nó là một cái chuyên án, nó đi đến cái việc là sẽ giải quyết và tránh những cái lùm xùm mà đã kéo dài nhiều ngày tháng, mà bà Hằng bà vui ra cho bằng nhiều cái livestream. Thì chuyện này Nhâm Hoàng Khang bị bắt là một trong những cái việc mà nó cũng gây chấn động nhiều thứ, bởi vì một cái hacker mà có thể hack được vô nhiều cái tài khoản cá nhân cũng như là những cái tài khoản mà nó của một cái đơn vị, thì chắc chắn anh ta sẽ có nhiều những cái bí mật mà những nhà điều tra của chính quyền chắc chắn sẽ khai thác từ những cái bí mật đó. Bởi vì bình thường mà bắt một cái đối tượng phạm tội nào đó thì đã có nhiều những cái thông tin để khai thác, còn đặc này là một cái đối tượng là một hacker chuyên đi hack những cái thông tin của những cái người khác và những cái thông tin mật, thì chắc chắn là công an sẽ có nhiều chuyện để làm việc, và công chúng những người theo dõi drama chắc chắn cũng sẽ biết được nhiều cái thông tin bí mật động trời trong cái chuyên án lần này. Thì chỉ chia sẻ về những cái thông tin báo chí xã hội như vậy để mọi người cùng nắm. Bây giờ thì mọi người nghe nhạc để thay đổi một chút xíu, và chúc mọi người cùng vượt qua những ngày tháng đại dịch đầy khó khăn này, và chúc chúng ta sẽ cùng nhau trở lại đời sống bình thường một cách nhanh nhất. Và khi xem kênh, mọi người nhớ đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn. Rào kẽm gai lại ai giữa đường. Này em có thấy thương cho nhau không em? Đời nghèo túng yếu hèn, bao trùm phận dân đen, lại kẻ cầm quyền để mong bình yên trở về. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Nhang khói đã phơi bày, ngất cao nỗi đọa đày. Giữa phố thị người quỳ chắp tay. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Mà ngỡ như vào trận một cuộc chiến đau thương, thế kỷ đời Việt buồn bưng mặt thảm thương. Này em có thấy trên lối về hôm nay, nhang khói đã thắp vội khi những chiếc dùi cui giáng xuống những đường lui số phận con người. Có thấy
trên quê hương hôm nay. Người bỏ phố bỏ phương, ngày về sầu cố hương. Người lạy hàng rào kẽm gai, lạy ai giữa đường. Này em có thấy thương cho nhau không em? Đời nghèo túng yếu hèn, bao trùm phận dân đen. Lại kẻ cầm quyền để mong bình yên trở về. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Nhang khói đã phơi bày, ngất cao nỗi đọa đầy. Giữa phố thị người quỳ chắp tay. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Mang ngỡ như vào trận, một cuộc chiến đau thương. Thế kỷ đời Việt buồn, bưng mặt thảm thương. Này em có thấy trên lối về hôm nay, nhang khói đã thắp vội khi những chiếc dùi cui sang xuống những đường lui số phận con người. Khi những chiếc dùi cui sang xuống những đường lui số phận con người. Khi những chiếc dùi cui sang xuống những đường lui số phận con người.